Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Thúy Kha và Hà Cang rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023. Chương trình sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Thai phụ tự cắt rốn bằng kéo sau khi sinh, hai trẻ sơ sinh bị uốn ván. Hưng Yên, thanh niên gây ra vụ cướp tiệm vàng trong chớp nhoáng. Thành phố Biên Hòa, một xe container lao vào dải phân cách gần nút giao thông Tân Vạn gây ùn tắc giao thông. Mở đầu là các tin đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua 18 tháng 8 đến hôm nay 19 tháng 8, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian vừa qua. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Hôm nay, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết trên địa bàn huyện vừa phát hiện hai trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn sau khi hai thai phụ tự cắt rốn cho trẻ bằng kéo sinh hoạt sau khi sinh. Đây là hai trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn không có trẻ bị uốn ván. Trường hợp thứ nhất là bé gái SID sinh tháng 6 năm nay, dân tộc Mông. Sau khi sinh được 6 ngày, bé bỏ bú, quấy khóc, xuất hiện tình trạng cứng hàm không há miệng để bút được. Được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân Dân Y, binh đoàn 16 để khám. Sau đó bé được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ hai là bé trai LAV, sinh tháng 7 năm nay, cũng thuộc dân tộc Mông. Sau khi sinh được 10 ngày, bé bỏ bú, quấy khóc, xuất hiện tình trạng cứng hàm không há miệng được, kèm theo co giật. Bé sau đó cũng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Theo kết quả xác minh, cả cha và mẹ của các bé đều là người dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An và làm thuê ở Bình Phước. Trong thời gian mang thai, cả hai thai phụ đều không được khám thai định kỳ, sinh em bé ngay tại nơi ở và cắt rốn bằng kéo sinh hoạt hàng ngày. May mắn là cả hai cháu bé đều được điều trị khỏi bệnh và đã xuất viện. Chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp một tiệm vàng ở khu vực chợ Đường Cái, quốc lộ 5 thuộc thôn Thị Trung, xã Đình Dù. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều qua. Lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng người qua lại, một nam thanh niên mặc quần dài, áo dài tay màu tối, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang găng tay, vai đeo túi xách và cầm theo một chiếc túi đi vào tiệm vàng trên. Sau đó, đối tượng mở túi lấy ra một chiếc búa, đập vỡ kính quầy trưng bày để lấy vàng rồi tẩu thoát. Người trong tiệm vàng phát hiện chạy ra nhưng không kịp. Camera an ninh của cửa hàng vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa ban hành cáo trạng vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, truy tố 5 bị can về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015. Trước đó, như tin đã đưa vào cuối tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm đối với vụ án theo kết luận điều tra. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã tổ chức nhiều buổi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Viu Anh, bà Đặng Thị Hàn Ni khi đang là nhà báo luật sư, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, vân vân. Các bị can khác dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.
Hiện cáo trạng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt cho các bị can trong vụ án. Vâng, thưa quý vị, đang ngồi trước hiên nhà, người đàn ông bất ngờ bị một ô tô lao vào tông trúng, cú va chạm mạnh khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an xã Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định đang điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm này. Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước clip vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Camera an ninh ghi lại khoảng 22 giờ 35 phút ngày 16 tháng 8, người đàn ông khi đang ngồi phía trước hiên nhà hóng mát thì bất ngờ bị một ô tô con màu trắng chạy với tốc độ cao lao vào tông trúng. Va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng rồi đập mạnh xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô con màu trắng sau khi gây tai nạn đã đi khỏi hiện trường. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Anh cho biết, nạn nhân là ông Tê, 51 tuổi, là lao động chính trong gia đình có 5 con, còn nhỏ nên hoàn cảnh rất khó khăn. Tại thành phố Biên Hòa, khoảng 9 giờ 50 sáng nay, một xe container mang biển kiểm soát 50H kéo theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi đến gần nút giao thông Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ lao vào giải phân cách bên trái. Sự cố làm cho giao thông khu vực này bị ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý một cơ sở chế biến thực phẩm heo gà bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 14 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố Biên Hòa đồng loạt kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Nguyên Đáng đóng tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa và cơ sở Nhữ Thị Hà đóng tại phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, phát hiện có chứa nhiều thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, kho của công ty Nguyên Đáng có hơn 250 kg sản phẩm động vật nhập khẩu, còn kho của cơ sở Nhữ Thị Hà chứa trên 5,8 tấn sản phẩm động vật. Các công ty cơ sở mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các vùng lân cận. Làm việc với lực lượng chức năng, các chủ cơ sở này không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thực phẩm nói trên. Tiếp tục với chuyện qua chuyện đây, thưa quý vị. Chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền Hà Nội đang trưng bày hai triển lãm và ra mắt sách ảnh mới nhất Tử tù, Cựu tù Côn Đảo ngày trở lại và Biệt đội giữ bình yên đất lửa của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Mời quý vị cùng tham quan triển lãm qua màn ảnh nhỏ. Triển lãm Tử tù, Cựu tù Côn Đảo ngày trở lại kể câu chuyện bằng hình ảnh về những khoảnh khắc thời gian tái ngộ với nhiều cảm xúc khi nhắc nhở kỷ niệm của các cựu tù, tử tù Côn Đảo năm xưa. Những bức ảnh có nụ cười và cả nước mắt khi họ còn được gặp nhau hôm nay, còn được nhìn ngắm và tận hưởng những ngày tháng hòa bình của đất nước. Tại lễ khai mạc, công chúng được giao lưu với những cựu tù Côn Đảo năm xưa, lắng nghe những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ của họ. Thực hiện bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á mong muốn ghi lại những bức ảnh để thế hệ trẻ biết trân quý giá trị của hòa bình, thấu hiểu những hy sinh cao cả của thế hệ đi trước để có những ngày sống trong hòa bình hạnh phúc hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Trà Leng, vùng đất phía bắc của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, từng gắn với ký ức đau thương khi vào năm 2020, thiên tai bất ngờ ập xuống, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Gần 3 năm sau thảm họa sạt lở đất kinh hoàng ấy, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của những mạnh thường quân, người dân nơi đây đã gượng dậy, bỏ lại đau thương, cùng nhau đoàn kết xây dựng lại cuộc sống mới tại nơi ở mới. Khu dân cư mới Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại đây có 39 hộ với 148 nhân khẩu sinh sống. Họ phần lớn là những gia đình đã bị mất nhà cửa, tài sản và người thân trong trận sạt lở núi kinh hoàng vào cuối năm 2020. Ông Hồ Văn Đề là người đã mất 8 người thân trong thời điểm kinh hoàng ấy. Từ trong đống bùn đất đau thương tột cùng, ông và những người còn sống qua cơn đại nạn đã cùng với chính quyền, cộng đồng xã hội quyết tâm gượng dậy để hồi sinh cuộc sống mới nơi đại ngàn. Đây là về nhà mới này, bạc thầy rất ổn định, rất đảm bảo đời sống của nhân dân. Nói chung là không lo lắng gì nữa. Tại sao là nói ở đây là ổn định, rồi cũng như đảng chính quyền nhà nước quan tâm tới nhân dân. Nếu được khó khăn nếu mà không có đảng nhà nước cho dân đời rất khó khăn lắm, thêm khó khăn thêm nữa kìa. Nên được tôi thấy là cảm ơn đảng nhà nước tạo điều kiện nơi ăn chỗ ở cho nhân dân. Bằng La theo người Bà Nông có nghĩa là vùng đất bằng phẳng có nhiều cây tre mọc.
Để có ngôi làng yên bình như hiện nay, Quảng Nam đã phải huy động nhiều nguồn lực xã hội. Khu tái định cư này rộng khoảng 6 hectare với 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 m2. Cùng với đó, nhiều hạng mục hạ tầng dân sinh được đảm bảo để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tôi cũng xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã và các mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ như nhà ở, rồi đường, trường học cho các em và các chế độ chính sách mồ côi như nước sinh hoạt hàng ngày và các cây giống rồi con vật nuôi, rồi cây như cây quế, cao, ổi, xoài. Làng mới ở Trà Len được hồi sinh từ sự thương yêu chia sẻ đùm bọc của toàn xã hội, từ chính những nỗ lực của đồng bào bên ông nơi đây. Từ ngày làng Bằng La được dựng lên, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của những người bên ông chất phát thật thà. Những ký ức đau buồn ở Trà Len đã dần lùi vào sâu, thay vào đó là mầm sống mới đang dần hiện hữu từng ngày. Trở lại với các camera giao thông, 3 giây xanh thì bỏ, 3 giây đỏ thì đi. Đây là kinh nghiệm truyền miệng lâu nay của người tham gia giao thông. Nghĩa là nếu đèn xanh phía trước còn khoảng 3 giây thì nên giảm tốc và ngừng lại, đừng cố vượt. Còn nếu đèn đỏ còn 3 giây thì người lái xe sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị di chuyển. Tuy nhiên, khi áp dụng công thức này tại đại lộ Thăng Long, giao Lê Quang Đạo thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì có gì đó sơ sai. Cụ thể là sáng nay khi đèn đỏ vừa chuyển về số 0, hàng loạt xe đã lao lên phía trước, trong khi đó ở phía đường giao cắt vẫn là đèn xanh, và nghĩa là hai dòng xe đã lao vào đối nghịch nhau. Do đó tốt nhất là mọi người phải quan sát đèn thật kỹ, có tín hiệu đèn chính xác hãy lưu thông. Cũng tai nạn liên quan đến đèn đỏ, một cô gái đang yên lành đứng dừng đèn đỏ thì bị ô tô phía sau lao lên tông trúng. Cú tông rất mạnh đã khiến cô gái gặp chấn thương khá nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 ngày 17 tháng 8 ở ngã tư Cao Thắng, thành phố Yên Bái. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, cô gái điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì bất ngờ bị ô tô lưu thông phía sau đâm trúng. Cú đâm khiến cô gái bị hất văng lên nắp capo rồi ngã xuống đường nằm bất động. Các anh shipper, một trong những người hàng ngày phải di chuyển nhiều nhất trên đường phố. Tuy nhiên bên cạnh nhiều hình ảnh đẹp thì lâu nay đội shipper cũng gánh khá nhiều điều tiếng vì chạy xe ẩu bất chấp. Trong clip sau, anh shipper sang đường nhưng không quan sát và đã gánh hậu quả nặng. Cụ thể là bị xe container tông một cú kinh hoàng. Tất cả hàng hóa và chiếc xe bị cán hư hỏng. May mắn là anh này bị tông văng lên lề đường nên giữ được tính mạng. Những hình ảnh trên cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19 giờ 45 phút trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt.